Dạ, xin chào cả nhà nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày gặp được nhiều may mắn. Bữa nay là Huyền đi ra vườn này là thu hoạch cà bắp nha cả nhà. Thank you.
Thôi người chị bán hết đây đây, cho chị. Đây dùng cái gì, người chị đi.
10 nghìn nhá. Bán hết cho về, mua sớm về đi, rồi cho chồng mua nó đỡ mới. Con lấy rau sáng giờ bán cũng được nữa rồi. Rồi 10 nghìn tôi lấy hết luôn rồi. Mốt thấy mình bán nữa ủng hộ nha. Dạ, 10 nghìn đi. Mua về coi như cho vợ, cô vợ nó ăn cửa chứ đã đi, không có ăn tiền ngủ, nãy chứ kêu là thèm được bắp. Ờ, em chứ thèm được bắp không à. Mình cả cá mà phải không? Nó tức là cái đặc biệt đó, cải đó. Bán được mấy trăm ngàn này là khó lắm. Anh đang em cái anh đang cái với cái vơ đi chứ. Hả? Sáu, sáu lạng, 10 ngàn. Anh nhiều nha. Đó, anh đi. Dạ, mình chào cả nhà, rất học sinh cả nhà lên ký kênh.